Các bạn thân mến, các bạn có đồng ý với Kiều Oanh rằng cuộc đời này sống không có tình yêu thì thật vô vị? Tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng của con người, giúp ta nếm trải đủ gia vị của cuộc sống: buồn, vui, nhớ, yêu ghét, giận hờn, hạnh phúc, khổ đau. Khi đủ duyên nợ thì có một cái kết thật đẹp. Sẽ chẳng có tình yêu vĩnh cửu, có chăng là tạo nên những giây phút vĩnh cửu trong tình yêu. Khi tình yêu hai trái tim cùng nhịp đập hướng về nhau, sẽ tạo nên hạnh phúc như ta mong cầu. Nhưng khi hết yêu, tình cảm đó chỉ còn lại khổ đau thôi. Khi hết yêu, hãy mạnh dạn đặt chúng ở vạch đích để bỏ xuống được khổ đau, đi tìm những giá trị đích thực của cuộc đời mình. Tuy nhiên, thật buồn khi có quá nhiều người si mê mù quáng thứ tình cảm đó. Họ cam tâm dành cả cuộc đời chạy theo những thứ không thuộc về mình, sống chết giữ lại khổ đau, gặm nhấm ưu tư để đánh mất chính mình trong hạnh phúc giản đơn. Chạy trốn, đeo đuổi khổ đau, cái kết dành cho người không biết buông bỏ, không tỉnh ngộ trong ma lực của tình yêu. Để cuộc sống trở nên vui vẻ, hạnh phúc, không khổ đau, ưu phiền, không loạn trong tâm, không kẹt trong tình, không sợ tương lai, cũng không lưu luyến quá khứ, cần biết buông bỏ, cần biết tôn trọng chính mình, đặt tình cảm đúng chỗ, đúng lúc và đúng thời điểm. Nghiệp duyên thứ chính chi phối tình cảm của con người. Gặp nhau, quen nhau, yêu rồi tiến tới hôn nhân đều do duyên nợ từ nhiều kiếp trước. Tạo nghiệp tốt từ quá khứ sẽ dẫn tới mối lương duyên của hiện tại trong hoàn cảnh nào đó. Chuyện kể rằng có một cô gái chẳng may bị tai nạn mất ở trên đường. Người đàn ông nọ đi qua liền cởi chiếc áo của mình để đắp cho cô gái rồi bỏ đi. Một người đàn ông khác thay vì cởi áo, anh ta liền đi mua một cổ quan tài chôn cất cho cô ấy cẩn thận. Kiếp sau có hai người đàn ông đến với cô ấy thật lòng. Cô ấy đã chọn người đã chôn cất cho mình ở tiền kiếp để trọn vẹn nghĩa tình. Đó có thể hiểu duyên nợ giữa con người với con người. Đến đi bởi chữ duyên, sống với nhau bởi chữ nợ. Nhân duyên tiền định nên dù hạnh phúc, khổ đau bởi tình yêu không trọn vẹn, thay vì ôm quá khứ đau thương, hãy buông bỏ đi tìm bến bờ hạnh phúc mới. Vậy nên bị phụ tình hay thất tình cũng đừng quá bi quan, chỉ là bạn chưa gặp đúng người, đúng thời điểm. Còn người ta trong tình yêu nên thuận theo tự nhiên, đừng cưỡng cầu. Tình yêu cần xây dựng từ tình cảm chân thành, tự nguyện để trở nên vững bền, lâu dài. Duyên đến thì hợp, duyên hết thì tan. Với người không phù hợp, hãy buông bỏ để đi tìm hạnh phúc mới, giải thoát cho nhau, tạo thiện duyên cho người.